chê Bộ trưởng Y tế trên Facebook bị phạt 5 triệu đồng Một bác sĩ bị kỷ luật khiển trách và phạt 5 triệu đồng vì đã đăng tải trang cá nhân với nội dung khuyên Bộ trưởng Y tế nên nghỉ việc, đồng thời chê trách Bộ trưởng ở một số điểm. Ngày 20 tháng 10, ông Nguyễn Huy Hiển, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, theo đề nghị của Bộ Y tế, đơn vị đã ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với bác sĩ Hoàng Công Truyện, phó trưởng khoa hồi sức cấp cứu thuộc Trung tâm Y tế huyện Phong Điền vì vi phạm các quy định liên quan đến viên chức. Theo đó, vào ngày 15 tháng 7, Bộ trưởng Y tế có công văn do Nguyễn Xuân Trường, chánh văn phòng Bộ Y tế thừa lệnh, Bộ trưởng ký gửi Sở Y tế Thừa Thiên Huế kèm với bản nội dung in từ Facebook có tên Hoàng Công Truyện. Theo công văn, trên trang cá nhân có tên Hoàng Công Truyện, vào tối ngày 14 tháng 7 có đưa nội dung khuyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nên nghỉ, Bên cạnh đó còn có những lời lẽ chê bộ trưởng không về cơ sở yếu kém công tác tham mưu vấn đề an ninh ở bệnh viện. Bộ Y tế khẳng định những lời lẽ trên đã bôi nhọ gây mất uy tín xúc phạm nhân phẩm, danh dự người đứng đầu ngành y, ảnh hưởng uy tín ngành nói chung và tạo dư luận xấu gây hoang mang, giảm sút niềm tin của người dân với cá nhân bộ trưởng nói riêng. Vì vậy, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Thừa Thiên Huế phối hợp với Công an tỉnh khẩn trương xác minh, thông tin chủ tài khoản Facebook, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế đã vào cuộc xác minh tài khoản Facebook là của bác sĩ truyện nên đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng. Bác sĩ truyện sau đó cũng đã làm bản kịp điểm giải trình sự việc sau khi xem xét thông nhất với Sở Y tế tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Phong Điền đã ra quyết định kỷ luật khiển trách đối với bác sĩ truyện do vi phạm các quy định của pháp luật liên quan đến viên chức. Vụ bác sĩ bôi nhọ Bộ trưởng Y tế Sở Thông tin Truyền thông Thừa Thiên Huế lên tiếng. Sở Thông tin Truyền thông Thừa Thiên Huế cho rằng việc xử phạt bác sĩ truyện như vậy là hợp tình hợp lý vì bản thân bác sĩ này chỉ mới vi phạm lần đầu, nhân thân gia đình tốt và có đóng góp cho cách mạng. Liên quan đến vụ bác sĩ Hoàng Công Truyền, Phó trưởng Khoa hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế Phong Điền, bị cho là nói xấu bộ trưởng y tế trên trang Facebook cá nhân ông Nguyễn Đức Lợi giám đốc trung tâm y tế huyện Phong Điền tỉnh thừa Thiên Huế cho biết bản thân bác sĩ truyền cũng đã nhận thấy những sai lầm khi đi bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội trên báo Lao động ông Nguyễn Đức Lợi thông tin Bản thân bác sĩ truyện là người có nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng, nên sau khi có công văn của Bộ Y tế và Sở Thông tin Truyền thông về việc bác sĩ này nói xấu Bộ trưởng Y tế trên trang Facebook cá nhân, lãnh đạo trung tâm đã tiến hành họp và gửi biên bản lên Sở Y tế, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh. Việc bị xử phạt tiền và khiển trách cũng đã làm cho bác sĩ truyện nhận thấy được sai lầm của mình. Nếu đối chiếu với 6 hình thức kỷ luật của luật cán bộ công nhân viên chức, thì lỗi của bác sĩ Truyền phải nhận là cách chức. Sau khi nhận hình thức kỷ luật là khiển trách, bản thân bác sĩ Truyền cũng đã đồng tình với hình thức xử phạt đó. Ông Nguyễn Đức Lợi cho biết. Trao đổi xung quanh vụ việc này, ông Nguyễn Huy Hiển, phó giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh cho rằng việc xử phạt bác sĩ Truyền như vậy là hợp tình hợp lý, vì bản thân bác sĩ này chỉ mới vi phạm lần đầu, nhưng thân gia đình tốt, có đóng góp cho cách mạng. Qua trường hợp này, tôi cũng mong mọi người cần cẩn thận trong việc chia sẻ, bình luận, thể hiện quan điểm trên mạng xã hội, ông Hiển nói trên báo Người Lao Động. Trước đó, tối ngày 14 tháng 7, trên trang Facebook cá nhân có tên Hoàng Công Truyện, đã đăng nội dung khuyên bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Y tế nên nghỉ việc do yếu kém về công tác tham mưu, vấn đề an ninh ở bệnh viện, kèm với đó là hình chụp cằn cảnh mặt bà Tiến, theo tin tức trên báo Tuổi Trẻ. Sau đó, Bộ Y tế đã có công văn gọi Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu xác minh và xử lý chủ sở hữu trang Facebook nói trên. Công văn này do ông Nguyễn Xuân Trường, chánh văn phòng Bộ Y tế thừa lệnh Bộ trưởng ký, đồng thời khẳng định nội dung trên Facebook này là bôi nhọ, gây mất uy tín, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người đứng đầu ngành y. Sau khi có công văn của Bộ Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông cùng Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đã vào cuộc làm rõ chủ tài khoản Facebook trên là của bác sĩ Hoàng Công Truyện, công tác tại Trung tâm Y tế huyện Phong Điền. Ngày 19 tháng 10, Sở Thông tin Truyền thông Thừa Thuyên Huế cho biết đã xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với bác sĩ Hoàng Công Truyện vì xúc phạm uy tín danh dự Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trên Facebook cá nhân. mất 12 triệu vì đăng Facebook bánh trung thu có giòi. Con gái đăng clip bánh trung thu có giòi lên Facebook của mẹ, tòa buộc người mẹ phải xin lỗi cơ sở làm bánh và bồi thường 12 triệu đồng. Ngày 13 tháng 9, chị Nguyễn Thị Xuân Đào, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam cho biết, chị vừa bị tòa án nhân dân huyện Thăng Bình, Quảng Nam tuyên buộc phải bồi thường 12 triệu đồng cho cơ sở sản xuất bánh hoa sen và phải công khai xin lỗi cơ sở này. Con dòi lên phay, Chị Đào kể ngày 15 tháng 9 năm 2016, con gái chị học trường tiểu học Kim Đồng được cô giáo phát cho một chiếc bánh trung thu nhãn hiệu Hoa Sen. Chiều ngày 16 tháng 9, khi bé Phương cắt bánh ăn thì thấy có con giòi ngọ ngoại bên trong. Bé đã lấy điện thoại chụp ảnh rồi đăng lên tài khoản Facebook của chị, kèm theo dòng chữ Bánh trung thu Hoa Sen có giòi bò lung tung, các bạn hãy cẩn thận nhé. Chị Đào gọi điện thoại hỏi cô giáo chủ nhiệm và cô nói có nghe một số học sinh báo là bánh trung thu có dòi. Sau đó, chị Đào gọi tới cơ sở sản xuất bánh hoa sen để phản ánh với chị Ngô thì Bích Thuận, chủ cơ sở, nhưng bị chị này phản ứng. Theo chị Đào, sau đó chị Thuận tìm tới nhà chị với thái độ rất nóng nảy. Chị khi tạm mắt thấy con dòi trong bánh, chị Thuận mới hạ giọng bảo chắc là do bột bánh. Mong vợ chồng chị thông cảm rồi ra về. Tôi đã đem bánh bỏ vào sọt rác vì cho rằng sự việc đã giải quyết xong, chị Đào nói. Tuy nhiên, ngày 4 tháng 10 năm 2016, chị Thuận gửi đơn tố cáo chị Đào đăng hình ảnh sai sự thật. Ngày 6 tháng 10, công an huyện Thăng Bình đã điều tra và kết luận con chị Đào sử dụng điện thoại của mẹ để quay phim chụp ảnh chiếc bánh cùng một con vật bò trên chiếc bánh và đăng nội dung bánh trung thu hoa sen có dòi lên Facebook của mẹ mình. Khi công an xác minh thì chiếc bánh vật chứng không còn. Công an kết luận con chị Đào đã có hành vi truyền trao đổi thông tin số nhằm xúc phạm danh dự uy tín của tổ chức, vi phạm điểm G khoảng 3 điều 66, nghị định 177-2013, nhưng do chưa đủ tuổi nên không thể xử phạt hành chính. Buộc công khai xin lỗi phạt 12 triệu. Sau đó, chị Thuận khởi kiện chị Đào ra Tòa án Nhân dân huyện Thăng Bình. Ngày 7 tháng 9 năm 2017, Tòa án Nhân dân huyện Thăng Bình xét xử vụ kiện này. Chị Đào cho biết chị đồng tình với việc làm của con gái. Để chứng minh việc có giòi trong chiếc bánh, chị Đào đã cung cấp rất nhiều bằng chứng gồm clip chiếc bánh có giòi đã đăng lên Facebook, clip học sinh phản ánh bánh có giòi, clip hàng xóm chứng kiến giòi ngoài ngoại trong bánh, các biên bản lấy lời khai của tòa án, công an huyện Thăng Bình đối với năm học sinh cùng lớp với con của chị và hàng xóm của chị Đào xác nhận là nhìn thấy giòi trong chiếc bánh trung thu tại tòa đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện thăng bình cho rằng cơ sở bánh hoa sen sản xuất bánh trung thu hoa sen đúng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đã được cơ quan chức năng kiểm tra xác nhận việc chị đào để con gái dùng facebook của mình đăng những thông tin sai sự thật về bánh trung thu hoa sen gây thiệt hại uy tín và kinh tế là vi phạm pháp luật cuối cùng hội đồng xét xử đã tuyên buộc chị đào phải xin lỗi cải chính công khai trên facebook cá nhân và báo quảng nam đồng thời tòa buộc chị Đào bồi thường cho chị Thuận là 12 triệu đồng. Anh Nguyễn Công Toàn, chồng của chị Đào bức xúc, mặc dù đã cung cấp đầy đủ nhân chứng vật chứng, nhưng chúng tôi vẫn bị xử thua. Hội đồng xét xử cho rằng do vật chứng trực tiếp là chiếc bánh trung thu không còn nên không có căn cứ để kiểm tra. Chị Đào cho hay hiện chị vẫn chưa kháng cáo bản án này. Tôi khẳng định những hình ảnh clip về chiếc bánh trung thu hoa sen có rồi là hoàn toàn thật. Vợ chồng tôi không kinh doanh buôn bán nên không thể có âm mưu hãm hại gì ở đây, chị Nguyễn Thị Xuân Đào bị đơn. Thông tin chị Đào đưa không đúng sự thật, một số thông tin chị Đào cung cấp không đúng sự thật, việc tung clip như thế không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi mà còn khiến cuộc sống của hơn 50 công nhân khốn đốn, thiệt hại lớn, nhưng tôi không yêu cầu bồi thường toàn bộ, chỉ yêu cầu họ đính chính thông tin, lấy lại hình ảnh cho bánh hoa sen. Chị Nguyễn Thị Bích Thuận chủ cơ sở bánh hoa sen